Thịt nạc vai nướng bằng nồi chiên không dầu thì rất ngon các bạn ạ. Thịt nướng thơm phức này, hương vị đậm đà, đặc biệt là thịt giữ được cái độ ẩm ngậy không hề bị khô. Ăn kèm cùng với cơm nóng hay là dùng làm bún thịt nướng cũng siêu ngon đấy ạ. Nạc vai thì các bạn chọn phần thịt có rắt chút mỡ để khi nướng thịt nó không bị khô. Mình cắt thành những lát khoanh tròn đẹp mắt này, có độ dài khoảng tầm hơn 1 cm, áng chừng khoảng nửa đốt ngón tay là phù hợp để cho thịt dễ thấm gia vị, nhanh chín và không bị khô cứng. Nạc vai thì mình sẽ rửa qua với nước muối loãng, sau đó rửa sạch lại và để ráo nước. Tiếp đến thì mình sẽ dần qua miếng thịt một chút này, để cho các cái cơ thịt nó nứt vỡ thì thịt nó sẽ dễ thấm gia vị và khi nướng thì thịt nó được mềm. Các bạn có thể dùng dụng cụ dần thịt hoặc là dằn bằng sống dao nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ướp thịt nướng. Gia vị hôm nay mình dùng thì chủ yếu đều là các cái gia vị quen thuộc. Có chú ý một chút hơn thì đó là mình dùng thêm gói ngũ vị hương này, dầu mè, dầu màu điều và nước màu đường để tăng thêm cái hương vị cũng như là màu sắc cho miếng thịt nướng. Với 500g thịt nạc vai thì mình sẽ ướp cùng với nửa thìa cà phê bột ngọt này, khoảng 1,5 thìa cà phê bột nêm, 2 thìa cà phê nước tương xì dầu, 3 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê nước mắm, một nửa hoặc là 1 thìa cà phê ngũ vị hương, tùy vào là các bạn có thích cái hương vị này nó nồng đậm quá hay là thoang thoảng thôi nhé. 1 thìa cà phê tiêu xay này, 1 thìa canh dầu màu điều để mình tạo màu, 1 thìa canh nước màu đường để tạo độ dịu, và mình sẽ ướp thêm là 2 thìa cà phê dầu mè, 2 thìa canh dầu ăn vào đây để cho thịt nó được mềm. Tiếp đến thì mình sẽ đập dập băm thô hành khô, tỏi và sả cho vào ướp cùng với thịt cho thơm. Mình sẽ thoa đều cái hỗn hợp gia vị và để thịt ướp trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Nếu mà có thời gian thì các bạn ướp lâu hơn một chút nhé. Và trong lúc đợi thịt ướp thì mình sẽ làm nước chấm thịt nướng. Sốt chấm thịt nướng thì có nhiều cách pha. Hôm nay thì mình sẽ pha nước sốt và cả nước mắm chua ngọt để chấm thịt nướng ạ. Đầu tiên thì là nước sốt nhé, thì mình sẽ cho 2 thìa canh dầu mè vào chảo này, có thể cho thêm 1 thìa cà phê bơ thực vật vào để tăng độ ngậy, 2 thìa canh dầu hào, 3 thìa canh tương ớt, 2 thìa canh tương cà và nửa thìa canh đường. Mình sẽ nấu sôi hỗn hợp này và cuối cùng là mình rắc mè trắng rang thơm lên trên, khi ăn thì mình trộn đều. Nếu mà thích ăn ngọt hơn thì các bạn có thể tăng thêm một chút đường và tương cà để hợp với khẩu vị nhé. Còn đối với nước mắm chua ngọt thì mình sẽ pha 1 thìa canh đường, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh tương ớt, 1,5 thìa canh nước cốt chanh và 3 thìa canh nước lọc. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều cho đường tan. Tiếp đến thì mình cho tỏi, ớt băm vào là được ạ. Thịt nạc vai sau khi ướp thì mình sẽ xếp vào khay nướng. Và trước khi nướng thì mình sẽ gạt bỏ hết cái lớp sả hành tỏi nó bám vào trên bề mặt thịt đi. Bởi vì khi nướng thì những cái cặn này nó sẽ dễ bị cháy đen đấy ạ. Sau đó thì mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu và mình xếp nhiệt độ là 170 độ 10 phút mỗi bên. Và sau khoảng 20 phút mình nướng ở cái nhiệt là 170 độ thì thịt lúc này nó đã chín tới rồi. Nhưng mà nó chưa có cái độ rám vàng nâu hấp dẫn cho nên là mình sẽ cần phải nướng thêm. Và trước khi nướng thêm thì mình sẽ cho thêm một ít dầu ăn vào cái hỗn hợp nước ướp đấy. Và mình sẽ phết lên bề mặt nướng thịt và mình sẽ nướng thêm ở mức 200 độ trong khoảng 5 đến 6 phút mỗi bên. Thịt bây giờ đã nướng xong rồi đấy ạ. Thịt nướng thì thơm phức này, bề mặt miếng thịt nó rám nâu vàng cam vô cùng hấp dẫn. Khi ăn thì mình sẽ cắt nhỏ thịt ra từng miếng vừa ăn. Thịt nạc vai nướng thì nó có cái độ mềm này, ngậy, ăn rất ngon. Thịt được tẩm ướp kỹ và nướng ở cái thời gian thích hợp cho nên là rất đậm đà, mềm ẩm và không hề bị khô. Khi ăn thì các bạn chấm cùng với nước sốt hoặc là nước mắm chua ngọt, ăn kèm cơm hoặc ăn cùng bún và rau thơm nhé. Chúc các bạn thành công khi làm theo cách mình đã chia sẻ. Và nếu như thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.